Thưa quý vị, chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Để đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người tiêu dùng dịp cuối năm, đến nay công tác chuẩn bị đã được các doanh nghiệp sản xuất, đơn vị cung ứng và nhà phân phối triển khai kỹ lưỡng. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Doanh nghiệp này cho biết để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán, họ đã có những chuẩn bị từ đầu tháng 9 dương lịch. Dựa trên sản lượng tiêu thụ hàng tháng, công ty đã làm việc với các đơn vị chăn nuôi để cung cấp sản lượng tương ứng với nhu cầu tăng cao dịp Tết. Qua tháng 12 âm lịch, làm cho chúng ta sản xuất chuẩn bị kế hoạch Tết âm đán tử của Đà Nẵng. Thì một ngày chúng tôi dự kiến sản xuất là tầm 500 kg để ứng cho khách hàng hệ thống siêu thị cũng như là các khách hàng mà người tiêu dùng lẻ. Các đơn vị phân phối đã chủ động kết nối với các nhà sản xuất để ký kết các hợp đồng thu mua và giá cả ổn định. Các doanh nghiệp cho biết họ cũng sẽ chia sẻ với người tiêu dùng trong thời điểm mặt bằng giá có nhiều biến động. Đưa ra những cái chương trình rất là tốt cho khách hàng, giảm giá sâu từ 30 đến 50%, thậm chí có những sản phẩm là mua một tặng một là tặng như 100%. Bởi vì chúng tôi hiểu rằng là cái sự mà cam kết giá đối với khách hàng là thực hiện quanh năm. Và Tết này thì vì Tết nên chúng tôi đặc biệt giảm giá sâu hơn nữa. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, lượng hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết Quý Mão năm 2023 của các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng năm nay tăng 20-30% so với năm trước. Tổng trị giá hàng hóa dự trữ khoảng 2.300 tỷ đồng. Các mặt hàng thiết yếu được dự trữ gồm gạo tẻ và nếp các loại 352 tấn, thịt các loại hơn 4.000 tấn, trong đó thịt heo khoảng 2.000 tấn, thực phẩm chế biến đóng hộp 647 tấn, thực phẩm khô 288 tấn, bánh kẹo mứt hạt dưa các loại 796 tấn, rau củ quả các loại gần 900 tấn. Cũng như mọi năm thì đơn vị cũng đã phối hợp với các nhà sản xuất để lên kế hoạch để tăng cường cái lượng hàng sản xuất để đảm bảo cho người tiêu dùng phục vụ cuối năm đảm bảo được mua sắm tiết kiệm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu cùng với cái sự việc là thực hiện bình ổn giá để điều tiết làm sao cái sản phẩm những cuối năm nó không có sự tăng đột biến. Bên cạnh đó vào những ngày cận Tết thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với nhà cung cấp để giảm sâu một số cái sản phẩm đặc trưng của Tết. Bên cạnh đó, hệ thống dự trữ cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố gồm 8 kho. Tổng lượng dự trữ xăng dầu nhập gần 1,2 triệu mét khối. Lượng tiêu thụ xăng dầu dịp Tết dự kiến tăng 20% so với ngày thường. Các đơn vị đầu mối, phân phối đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu để phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân.